em thiếu nhi và đội viên thân mến, trong tháng 5 có rất nhiều ngày kỷ niệm đáng nhớ. Đó chính là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5, ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 5. Và tháng 5 còn là tháng đặc biệt vì cách đây 66 năm, dân tộc ta đã có một chiến thắng lịch sử vang dội, chấn động toàn cầu. Đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Để hiểu rõ hơn về chiến thắng lịch sử này, cô cùng các bạn sẽ tìm hiểu qua tiết sinh hoạt đội ngày hôm nay nhé. Cùng với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, dân tộc Việt Nam lại có thêm một cột mốc lịch sử mới, Điện Biên Phủ, cây cột mốc bằng vàng. 16.200 quân viễn chinh Pháp bị tiêu diệt và bắt sống trong trận đánh là chiến công lớn nhất của một dân tộc nhỏ bé giành được trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là một sự kiện làm rung chuyển, thay đổi thế giới. Để mở đầu cho tiết sinh hoạt đội tìm hiểu về chiến thắng lịch sử này, cô mời các bạn xem đoạn phim sau. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị đã thông qua phương án chiến dịch Điện Biên Phủ, chấp nhận cuộc chiến đấu trận địa đầu tiên. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp được cử làm tư lệnh kiêm chính ủy chiến dịch. Đây là một trận quyết chiến lịch sử nên được cả hai bên chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo. Lần đầu quân đội ta đã sử dụng đến hàng trung đoàn trọng pháo 105 ly và pháo cao xạ 37 ly. Nhưng quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời vị đại tướng tổng tư lệnh lúc đó mới 44 tuổi là kéo pháo vào lại kéo pháo ra, có nghĩa là chuyển từ phương án chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chắc thắng tiến chắc. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Thực dân Pháp đã đưa vào đây 16.200 quân gồm 17 tiểu đoàn, 12 đại đội bộ binh, 3 tiểu đoàn trọng pháo 105 và 155 ly, 2 tiểu đoàn công binh, 2 đại đội xe tăng M24. Rồi dần ra, dây thép gai và trận địa được củng cố vững chãi, đã xòe ra như một con nhím thép khổng lồ. Như vậy, mọi thứ đã sẵn sàng cho trận chiến quan trọng nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trận chiến này qua lượt đầu sau. Trận chiến Điện Biên Phủ diễn ra trong 3 đợt tấn công chính. Đợt thứ nhất vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong suốt 5 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, ta lần lượt tiêu diệt các vị trí phòng ngự của địch ở phía Bắc như Độc Lập, Him Lam, Bản Kéo. Đợt thứ hai diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 1954, ta đồng loạt công kích địch lần thứ hai. Sân bay Mường Thanh bị uy hiếp, máy bay địch không xuống được sân bay, buộc phải thả hàng tiếp tế nhưng rơi không đúng vị trí. Bộ đội ta thu được nhiều chiến lợi phẩm. Ta và địch giành giật nhau từng tấc đất, từng đoạn giao thông hào. Đến ngày 26 tháng 4 năm 1954, phần lớn các cứ điểm phía đông đã thuộc quyền kiểm soát của ta. Riêng hai cứ điểm quan trọng là đồi C1 và A1, địch vẫn còn kháng cự quyết liệt. Đợt thứ ba diễn ra vào ngày 1 tháng 5 năm 1954, ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại. Tối ngày 6 tháng 5 năm 1954, trái bộc phá nặng khoảng 1 tấn do bộ đội ta đào đường hầm đặt vào lòng đồi A1 được phát nổ. Đó là hiệu lệnh tổng công kích, bộ đội ta xung phong như vũ bão. Và vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng De Castori và bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của giặc Pháp, địch lũ lượt giương cờ trắng ra hàng. Kết quả của trận chiến, ta đã tiêu diệt 16.200 tên giặc, 17 tiểu đoàn bộ binh và quân nhảy dù, 3 tiểu đoàn pháo binh và súng cối, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay hạng nặng. Và quan trọng nhất, chiến thắng này buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình, chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam và rút toàn bộ quân Pháp ra khỏi Việt Nam. Đằng sau chiến thắng ấy, hàng ngàn con người nước Việt đã nằm lại với đất mẹ. Không tiếc thân mình họ, những người chiến sĩ mang trên mình một tình yêu tổ quốc, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc như Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lắp lỗ châu mai,
Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua Lô Cốt để xông vào sở chỉ huy rồi cắm cờ trên Lô Cốt Him Lam. 9 năm làm một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Khi nói đến chiến thắng lịch sử này, ta không thể không nhắc đến vị đại tướng tài ba của dân tộc, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường dũng cảm, bộ đội ta đã đánh sập pháo đài khổng lồ của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một chiến thắng vang dội, nó thể hiện sự đoàn kết của nhân dân ta về sức người và sức của. Ngày nay, trước tình hình đại dịch Covid diễn ra vô cùng phức tạp trên toàn thế giới, dân tộc ta đang chung tay, đồng lòng chống lại đại dịch này. Chúng ta hãy cùng tuân thủ các quy định của pháp luật của đảng và nhà nước để cùng đánh bay corona các bạn nhé.